Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với TV. Ở hôm nay trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc xe nâng điện đường lái Komatsu. Đây là chiếc xe nâng điện đường lái Komatsu. Các bạn có thể xem kỹ hơn. Đây là vị trí giá nâng và càng nâng. Và đây là vị trí bộ phận khung nâng đây ạ. Khung nâng ạ. Hệ thống xích nâng. Và đây là bình điện. Bình điện của xe nâng này. Đây là hệ thống lái. Cabin của chiếc xe. Vô lăng và các cần điều khiển. Và hệ thống động cơ. Động cơ của xe đây ạ. Đây là động cơ của xe. Chúng ta sẽ cùng đi xem chi tiết từng bộ phận của chiếc xe này nhé. Đầu tiên là khung nâng đấy ạ. Đây là khung nâng của chiếc xe ạ. Khung nâng của chiếc xe này thì cũng được thiết kế theo hình chữ C để giúp cho việc con lăn di chuyển theo phương thẳng đứng dễ dàng hơn và nó sẽ không bị lệch. Đây là con lăn ạ. Con lăn này sẽ di chuyển theo phương thẳng đứng theo chiều cao của khung nâng này để nâng hàng hóa lên trên cao cũng như là hạ hàng hóa xuống thấp. Và đây là hệ thống xích nâng. Hệ thống xích nâng đây ạ. Xích nâng của chiếc xe này thì được thiết kế ở hai bên khung nâng. Đây là hệ thống xích nâng. Đây ạ. Xích nâng đây ạ. Đây là giá nâng. Giá nâng. Và đây là càng nâng ạ. Càng nâng của chiếc xe này thì nó đã được gắn thêm cái phụ kiện, đó là dịch càng. Vì khi sử dụng cái phụ kiện sử dụng cái dịch càng này ấy, hay là gọi là side shift ấy, thì chúng ta sẽ có thể điều khiển càng xe mở ra hoặc là thu hẹp vào dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ cần sử dụng những cái cần điều khiển ở trên đây để điều khiển càng nâng sao cho vừa với chiều dài bề ngang của pallet hoặc là của hàng hóa, mà chúng ta không cần phải đi xuống để kéo càng ra hoặc là để đậy càng vào. Đây là bánh xe. Bánh xe của chiếc xe này thì được sử dụng hoàn toàn bằng bánh nhựa PU, một chất liệu nhựa rất là bền và thường được sử dụng để làm bánh xe đấy. Đây là bình điện của xe nâng này. Xe nâng này thì được sử dụng bình điện, đó là bình 48V. Cân nặng của chiếc bình này rơi vào khoảng 470 cân. Rất là nặng. Khi muốn nâng bình này hay là lắp đặt bình này thì chúng ta cần phải sử dụng một cái xe nâng khác thì mới có thể nâng được bình lên. Tiếp theo xuống đến hệ thống lái này. Hệ thống lái thì bao gồm những cần điều khiển và vô lăng. Đây là vô lăng của xe ạ. Đây là vô lăng của xe ạ. Và đây là hệ thống lái thì cần điều khiển này. Đây là các cái cần điều khiển của chiếc xe. Ở trên những cái mặt trên cái mặt này này là nó đã được ký hiệu. Các cái chức năng của cái cần này là để làm nhiệm vụ gì như đây ạ. Dùng để nâng hạ đây. Đó, các bạn có thể thấy. Chức năng của những cái cần điều khiển này có tác dụng gì đã được ghi hết ở trên này rồi thì chúng ta có thể rất là dễ dàng sử dụng và không bị nhầm lẫn. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Và đây là màn hình hiển thị. Đây là màn hình hiển thị của chiếc xe này nhá. Đó. Màn hình hiển thị của chiếc xe. Hệ thống đèn. Đây là hệ thống đèn xe. Lắp đèn pha. Chúng ta sẽ cùng xem một chút về động cơ. Động cơ của chiếc này đã được bảo dưỡng rất là kỹ rồi. Bánh răng. Và đây là bánh lái. Bánh lái của chiếc xe. Các bạn có thể xem kỹ hơn về động cơ của xe.
thống động cơ của xe. Đây là vị trí đứng, đây là vị trí đứng lái này. Ổ khóa này. Sạc. Các bạn nên sử dụng nguồn điện 3 pha khi sạc xe này nhá. Nếu như doanh nghiệp các bạn không có nguồn điện 3 pha thì các bạn có thể lắp đặt thêm nguồn điện 3 pha. Hoặc là khi mua xe đông tại TSV thì các bạn sẽ được tặng thêm một bộ đổi nguồn. Bộ đổi nguồn đó thì có giá trị cũng rất là đắt. Đây ạ, phanh. Và đây là cái gì ạ? Đây là cái bộ phận sử dụng để đẩy bình điện ra. Khi chúng ta muốn thay bình điện hoặc là muốn châm axit thì chúng ta sẽ phải đẩy cái bình điện ra ngoài. Đấy là tổng quan về chiếc xe này. Các bạn có thể xem xe trực tiếp tại trung tâm thương mại Mê Linh Plaza. Địa chỉ là Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Hoặc là có thể lên website. Địa chỉ website là tsv.vn. Hoặc là có thể liên hệ đến số điện thoại 0916 929 883 để được mua xe trực tiếp và được tư vấn rõ hơn về chiếc xe này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.